Con sẽ cố gắng đạt được cái mơ ước của con, đó là trở thành một người giáo viên hay là một người bác sĩ theo đúng cái mơ ước và nguyện vọng của con. Thì Tuấn gửi lại những lời chúc tốt đẹp nhất và những lời nhắn nhủ tốt đẹp nhất của bà Kim Nguyên đến con. Thì con có lời nào muốn nói không? Con cảm ơn cô Kim Nguyên vì đã hỗ trợ con Thêm chi chi phí. thêm chi phí mua được một chiếc xe. Tuấn Nùng xin mến chào toàn thể quý vị khán giả và các bạn tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng kênh YouTube của Tuấn Nùng Hà Giang. Lúc này thì Tuấn Nùng đã đón được bà của bé Inh với lại bé Inh xuống đến nhà Tuấn Nùng rồi. Trước đây thì Tuấn cũng được đưa bà với lại bé Inh đến đây một lần. Bé Inh thì đến nhà chú Tuấn lần hai rồi con nhỉ. Con chào mọi người đi. Con chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay thì cũng như kế hoạch, Tuấn Nùng đưa bé Inh với bà xuống đây. Hôm qua thì Tuấn cũng đã đưa bé Inh xuống rất là muộn để điều trị chiếc răng bị, tức là bị viêm răng, nó dẫn đến là sưng lợi. Và tối hôm qua thì Tuấn Nùng cũng cho bé Inh đi gặp bác sĩ nha khoa và điều trị, hẹn rằng thứ bảy tuần tới này thì bé Inh sẽ tiếp tục quay trở lại để tiếp tục điều trị răng. Con bây giờ thấy răng của mình đỡ đỡ đau đỡ nhức chưa? Đâu ạ? Hôm nay đi học thấy ok không? Có. Có gì? Trong buổi trưa ngày hôm nay thì Tuấn Nùng sau khi bé Inh nghỉ học thì Tuấn cũng đưa đón bà và bé Inh xuống đây. Cái thứ nhất là đến nhà Tuấn Nùng chơi để ăn bữa cơm trưa. Và cái ngày hôm nay cái điều quan trọng nhất bây giờ phút này đó là Tuấn Nùng sẽ thay mặt cô Kim Nguyên và cô Lương Thị Bé. Thời gian vừa rồi thì cô Lương Thị Bé cũng hỗ trợ cho bé Inh 1,5 triệu để vào cái quỹ mua xe, và Tuấn Nùng cũng thay mặt cô Kim Nguyên, cô ấy hỗ trợ thêm 500 đô để hỗ trợ vào cái ước mơ của bé Inh là có một con ngựa sắt để cho bé được đến trường đó. Và cái mong muốn đó đến giờ phút này đã đủ và sẽ trở thành hiện thực. Và ngay giờ phút này thì Tuấn Nùng cũng mời bà uống chén nước trà, và sau bữa ăn trưa thì Tuấn sẽ mời quý vị khán giả hôm nay sẽ cùng Tuấn Nùng đồng hành để dẫn bé Inh vào hiệu xe máy để chọn một chiếc xe chắc cánh ước mơ cho bé Inh đến trường. Hôm nay thì chú Tuấn có một tin rất là vui cho con, chú sẽ đồng hành cùng Mạnh Thường Quân hỗ trợ chắc cánh ước mơ cho con được để con có thể đến trường đó, theo đúng cái tâm nguyện của con cũng như của bà, vì con hàng ngày phải đi bộ đến 8 đến 9 km đến trường học, xong sau đó lại di chuyển đi bộ đến 8 9 km đi về. Mỗi một ngày con phải đi đến hết 16 đến 18 km, rất là vất vả. Chính vì vậy mà các bà rất là thương con, nên là có nhờ chú Tuấn là cùng con tiếp tục đồng hành. Hôm nay thì báo cho con với bà một tin rất là vui, đấy là sẽ mua cho con một chiếc xe máy. Con có cảm thấy vui không? Vui ạ. Ước mơ của con thì có một chiếc xe để con có thể di chuyển đến trường học. Thì con là có căn cước công dân rồi đúng không? Có. Có rồi đúng không? Thế thì với cái độ tuổi bé Inh mới chỉ có 14 tuổi thôi, mặc dù có căn cước công dân thì Tuấn sẽ mua một chiếc xe cho bé Inh đứng đúng tên của bé Inh, nhưng mà vẫn phải cần người giám hộ. Và các bạn biết rồi, hoàn cảnh bé Inh thì mồ côi cha mẹ từ những năm 3 tuổi, do vậy mà Tuấn sẽ trực tiếp đứng ra để làm bảo lãnh cho bé Inh trong trong chiếc xe mà hôm nay Tuấn Hùng sẽ cùng bé Inh đồng hành đến để mua cho bé Inh một con xe. Và cái màu sắc của xe thì sẽ do cô con gái tự chọn đó. Bà uống nước chè nhé. Vâng, đến nhà cháu thì chỉ có nước chè thôi. Tuấn Hùng vẫn luôn luôn bán chè San Tuyết, các bạn có thể nhìn thấy hai kệ hàng chủ yếu là chè San Tuyết và mật ong thôi. Tuấn mời quý vị khán giả cùng Tuấn Hùng thưởng thức chén trà San Tuyết sau bữa cơm trưa. Và ngay giờ phút này thì Tuấn sẽ đưa bé Inh đến để lựa chọn một chiếc xe máy. Đó, con thì đi xe máy rất là vững rồi đúng không? Vâng, Đi tốt chưa? đi tốt ạ. Với những chiếc xe, nói thật với quý vị khán giả, những chiếc xe theo quy định của pháp luật và nhà nước thì chỉ có 50 phân khối thôi, tức là dung tích xi lanh chỉ có 50 cc. Nhưng để đảm bảo đi được cái đường vùng cao này thì Tuấn Hùng cũng không tiện sẽ nói thẳng ra, nhưng mong sao một số người thì sẽ hiểu được
chiếc xe nó như thế nào. Đó, tức là cái vỏ bên ngoài là vỏ là con ngựa, nhưng mà cái lõi bên trong thì sẽ lắp lõi lừa vào nha các bạn đây. Một chiếc xe mới sẽ đảm bảo đăng ký đúng tên đúng chủ cho bé Inh, cũng như là đảm bảo được cái độ khỏe di chuyển đối với lại đường vùng cao. Và ngay bây giờ thì cũng không để cho con phải hồi hộp chờ đợi nữa, và cũng không để cho bà phải mong ngóng nữa. Chú Tuấn sẽ mời con với bà đi lên chỗ hiệu xe máy nhỉ, để cho con chọn xe, chọn màu. Đó, xe thì có rất là nhiều màu, con thích màu nào con chọn màu đó. Xong sau đó là để cho các chú bên cửa hàng bán xe sẽ lắp đặt cho mình. Vì xe sau khi mua xong thì Tuấn Nùng nghĩ là phải lắp đặt hết tất cả những cái linh kiện cần thiết theo xe để đảm bảo cho bé Anh có thể điều khiển phương tiện đến trường. Chú Tuấn cũng thay mặt bà Kim Nguyên gửi lời của bà đến con, là bà rất là thương con, bà chỉ mong sao sẽ được đồng hành giúp đỡ con, chắp cánh ước mơ cho con, vì con là một cô gái đã mồ côi cha mẹ, thiếu thốn tình cảm của bố mẹ từ những năm 3 tuổi rồi. Con sống với bà nội, nếu mà không có bà nội chỉ bảo cho con cuộc sống, mặc dù là chỉ có hai bà cháu thôi, ông thì cũng mất được 7-8 năm nay rồi. Bà cũng cũng như là bé Inh rất là vất vả, thiếu bàn tay của người đàn ông ở trong gia đình. Đó, và mọi cái việc đều do hai bà cháu khắc tự phải làm. Bà thì bây giờ cũng tuổi cao sức yếu, chân cũng yếu và mắt mờ đi rất là nhiều. Nhưng mà hai bà cháu rất là chịu thương chịu khó, vì ở nhà thì không thiếu một con vật nuôi nào cả. Và những vật nuôi trong gia đình của hai bà cháu cũng rất là dễ thương, dễ gần, tức là không không thuộc cái dạng là quá sợ người. Đó, và cái cuộc sống của hai bà cháu vẫn diễn ra như vậy bình thường. Do bé Inh thì cũng thiếu tình cảm của cha mẹ. Chính vì vậy mà cô Kim Nguyên cũng chỉ mong sao là với một cô gái mồ côi cha mẹ từ năm 3 tuổi, cuộc sống vất vả, bé luôn luôn khao khát được đến trường và đạt được cái ước mơ đó là trở thành một cô giáo hoặc là một vị bác sĩ mai này trong tương lai, để giúp đỡ cho quê hương tại cái vùng cao phía tây bắc của tỉnh Hà Giang đến với huyện Hoàng Su Phi. Đó, thì cô Kim Nguyên cũng chỉ mong sao là gửi cho con những lời chân thành nhất của cô, là sẽ mong con cố gắng học thật tốt, năm nào cũng đạt học sinh khá giỏi, để mai này con bước vào cái cửa trường đại học để trở thành một người cán bộ giáo viên hay là một vị bác sĩ theo đúng cái tâm nguyện và nguyện vọng của con. Năm nay thì con đã lớp 9 rồi, và chỉ sang năm nữa thôi thì bé Inh sẽ lên cấp 3 học, và cái quãng đường di chuyển từ nhà bé Inh xuống trường cấp 3 còn xa hơn khoảng độ 5 km nữa, tức là khoảng độ 15 cây số, khoảng 14 đến 15 cây số. Nên là cái điều này rất là quan trọng và rất là thiết thực và hữu ích đối với con, đúng không? Vâng, thế thì bây giờ thì chú Tuấn sẽ mời con với bà cùng chú Tuấn lên chỗ cửa hàng xe máy nhé, để lựa chọn màu sơn xe, xong sau đó là để cho các chú lắp đặt. Đó, lắp đặt xong thì con sẽ điều khiển chiếc xe máy mới đi về, còn bà thì để cho chú Tuấn like bà nhé. Vâng. Ok, bây giờ Tuấn Nung mời các bạn cùng Tuấn Nung đồng hành lên để chọn xe các bạn này. Bà ấy đi, mời bà đi lên trên chỗ hiệu xe máy ấy. Hôm nay bà bé Anh ra đây, Tuấn Hùng cũng sẽ hỗ trợ cho bà 1 lít mật ong khoái để làm thuốc. Cái mật ong khoái cái tổ này thì nó hơi có nhiều phấn hoa, dùng để làm thuốc ho cũng rất là tốt. Đó. Và cho bà ít trà, bà uống trà và cứ khen thơm trẻ san tuyết tùng sáng. Chơi cho cô Tuấn Nùng hỏi. đến cửa hàng Vâng. xe máy rồi. Em chào chị nhá. Đây là những dòng Chào xe mẹ. quay này các bạn này. Ở đây thì có rất là nhiều các cái dòng xe, từ dòng xe Honda đến dòng xe D-Tech, và đặc biệt là anh chị hay bán những cái dòng xe win. Chị Hiền, những cái dòng xe quay này bây giờ giá nó tầm như thế nào chị? Quay này thủy thủy giá em ạ. Có những nếu mà nguyên nan quay alpha thì có loại 20 triệu. Có loại 20 Có triệu. những loại là 23 triệu. 23 triệu. Ừ. 23 triệu là cái dòng vành đúc này. Vành đúc. Mới lại tùy phiên bản nữa, như là màu xanh này này với màu trắng thì rẻ hơn. Thế Vâng. còn màu đen nhám với hai màu mới này thì đắt hơn. Hai cái màu mới lại đắt hơn Thì đúng không? đắt hơn 1 triệu so với hai màu này.
Cái dòng này là hơi là 110 hết à chị? Hơi 110, Honda bây giờ là hơi 110. Hơi 110 Thế hết. nhưng mà đối với em thì em mua Hôm cho các nay cháu học em sinh ấy, đúng thì rồi, hôm nó nay lại em ra khác. là muốn liên hệ với chị là em mua cho các cháu học sinh, thì em muốn tìm hiểu về cái dòng xe AA ấy, thì chị giới thiệu cho em về cái dòng Dòng xe xe AA thì bọn chị đây, chị độc lý đại lý là có Detech. à, đại lý À, của hãng Detech. Detech. Vâng. Thế dòng AA thì xong này. Đây đây. Đây thì có rất là nhiều các dòng xe, chủ yếu là Honda này, dòng xe xe này Đây, là những xe này xe là dùng Win cho các bạn học này. sinh này. Có dáng Oyen Pha, Vâng. có dáng CDS, có dáng 81. Dạ. Đấy, có 3 kiểu Tức dáng. là đây là các cái dòng xe của dòng Detech, là cái phân khối hơi của nó là chỉ có 50, dung tích xi Hơi lanh của là nó 50 thôi. 50. 50. Vâng. 49. 49. 50. Dùng cho các cháu học sinh là không đủ Vâng. tuổi mới không dùng giấy phép lái xe. Nhưng mà cháu cháu in của em hôm nay em đồng hành hỗ trợ cho cháu thì chỉ có 14 tuổi, là cháu có căn cước công Thế dân là vẫn đăng ký được đúng không? thì Tên cháu có đăng ký, nói chung là có đăng căn cước chủ. công dân thì bọn chị vẫn làm đăng ký được tên chính chủ xe. Như bên cạnh đó thì cháu phải kèm theo một cái căn cước công dân Dạ. của người bảo lãnh Vâng. để còn gửi lên thuế thì cháu mới Dạ. làm được đăng ký chính chủ, vì cháu chưa đủ tuổi Vâng. làm Thì đăng ký cái xe. người bảo lãnh thì em sẽ bảo lãnh cho, vì cháu cũng mồ côi cha mẹ đó. Thì Thế cái dòng này em bây bảo giờ lãnh là cung. một chiếc nó khoảng bao nhiêu tiền chị? Cái này nếu mà một chiếc đây mà bọn chị làm trọn gói ấy thì là nó là 15 triệu 800. 15 triệu 800. Thế nhưng mà đối với vùng núi của mình thì hầu như là bọn chị phải thay hơi Thấy hơi đúng thì các cháu mới về được nhà. không? Còn cái này nếu mà nó chỉ đi được bằng nhựa thôi, Dạ. đường nhựa thôi, nhưng mà các thường như là Đường đi học của cháu trên là nhà rất là mình dốc, đúng thì rồi, rất toàn dốc, dốc thôi nên toàn dốc. là đi thì hơi yếu, Vâng. thường thường bọn chị sẽ thay hơi lên cho các cháu. Dạ. Thế nên là thay hơi thì lại phải cộng thêm mà hơn 1 triệu nữa. Dạ, cộng thêm hơn Ờ, triệu. nếu mà cái con này mà chọn gói hết mà để đến thay hơi mà lắp phụ kiện nữa thì nó phải phát chỉ 18 triệu Vâng, phát giao sinh xe cho 18 khách. triệu. Ý là các cháu chỉ được đi thoát khỏi cửa hàng. Đấy, những cái hàng xe Biển An dùng cho các cháu học sinh. Là dùng cho các cháu học sinh, tức là từ đủ trên 14 tuổi là có thể đi điều Đi đủ khiển trên được, 14 tuổi là các cháu đi được rồi. là điều khiển được. Điều khiển được. Mặc dù các cháu chưa có bằng nhưng mà vẫn là, cái này là Không, không đòi xe hỏi này là bằng, không cần giấy không phép cần, lái xe. không cần giấy phép lái xe, Xe này dưới 50 là phân điều khối khiển được không đúng cần không? giấy phép lái xe. Tức là đối với luật giao thông mình là như vậy. Thế thì có lẽ là em sẽ cho cháu chọn ấy một trong những phân khúc của cái dòng xe Detect loại 50, dung tích 50 này. Nhưng đối với đảm bảo cho cái vùng núi mình đi lại thì có lẽ là chị sẽ giúp em thay Thay hơi hơi. cho. Con thích màu xe như thế nào? Đi vào chọn đi. Bà nội con bảo là con khắc tự tìm. Đây. Đây là cái dòng ngựa chiến ở vùng cao các bạn nhé. Đấy, dòng xe Win 120 phân khối. Còn đây là những dòng xe điện đó. Ở đây thì có các dòng màu xanh, màu trắng. Đấy, màu đen con thích màu nào? Con chỉ cần chỉ thôi. Con xanh đấy. Con thích màu xanh đấy à? Tức là màu xanh nhạt nhạt giống như cái tường nhà con đúng không? Vâng, thế thì bảo cô là lấy cái màu đấy ra. Lắp ra cho con. Trước tiên là phải lắp hết các cái phụ kiện cho xe của bé anh các bạn ạ. Cả cái giả yếm này. Tất cả. Cái bảo vệ cái lườn máy. Vâng, cái này là không có theo xe là mình phải lắp rời. Đường ở vùng cao này thì nói thật với các bạn là chỉ có đi vành nan nó mới êm, còn nếu mà đi cái vành, đúc kia là nó rất là sóc. Con gái đi vành nan thôi nhỉ, êm nhìn nó lịch lãm. Nam là nhẹ nhàng nhất. Đúng rồi, nan nhẹ nhàng nhất, đi vành đúc thì nó hơi sóc. Thợ đi phóng ông chủ có thể ra tay đây. Thợ hôm nay đi vắng là ông chủ khắc tự ra tay. 100.000 tiền xăng đổ không hết được các bạn ạ. Cái bộ đấy đi quay hay hết. Vâng.
Thời gian này chuẩn bị có xe mới đi học này. Có bạn nào xin quá giang đi nhờ thì nhớ cứ góp tiền xăng nhỉ. Vâng. Con có con đi xe con online được các bạn không? Ví dụ có một bạn nào đấy mà ở gần nhà con cũng không có điều kiện mà phải đi bộ ấy, thì con cho đi nhờ không? Có. Và bạn đi góp thêm tiền xăng nhỉ. Hai chị em đi học thì cứ mỗi người ít là được. Ở đây thì có rất là nhiều dòng xe. Đối với Tuấn Hùng thì thích dòng xe Win thôi, nhưng mà thích cái loại hơi 135 các bạn ạ. Thường thường bà con ở đây vùng cao này chủ yếu là đi 140, có cả Win 140 à anh? Win 140, 130, 127, 25. Vâng, đấy, những cái dòng xe Win này thì đi ở đường vùng núi thô rất là khỏe. Bà con ở đây thì rất là thích đi cái dòng xe đó. Nó cũng khá là hợp với túi tiền, nó chỉ dao động khoảng 15 triệu một chiếc thôi, bao gồm cả đăng ký luôn. Đối với lại bé anh thì mới có 14 tuổi thôi, đã có căn cước công dân thì Tuấn Hùng sẽ đăng ký đúng tên đúng chủ cho cháu. Nhưng mà anh cũng không có bố mẹ, bà cũng tuổi cao sức yếu rồi, nên là người giám hộ bảo lãnh về cái tài sản thì Tuấn Hùng sẽ đứng ra trực tiếp để bảo lãnh tài sản cho cháu anh. Hai bà cháu ngồi ở cửa cứ như kiểu là đang đợi và vào ghế không ngồi. Bây giờ là sẽ khởi động chiếc xe. Được chưa? Em một mịt, em một vai là Yêu ra một phần bài rồi. Xi nhan là để sửa hết rồi các bạn ơi. Xe 50 là 3 năm cho đi thôi nhé. Vâng. Bởi vì là nó chỉ cho đi tốt cho nó đảm bảo an toàn. Vâng. 3 là nó dọi vào mặt người khác thôi, cần phải đổ các cháu nó bị phát đấy. Vâng. Nên là họ ngắt cái dây pha đi. Dạ vâng. Cho đi tốt thôi. Vâng vâng. Đó. Rồi đi cái đèn sông. Rồi, bây giờ để đi thay hơi nhé. Dạ vâng thay vâng. Thay hơi thì không cần quay về quay nhé. Vâng vâng. Rồi, ok. À, đối với quỹ mua xe của bé anh thì được tổng được 18 triệu 300 ngàn đồng. Thì hôm nay lấy xe cho bé anh là hết khoảng độ 17 triệu 900, lắp hết cả phụ kiện. Thì còn khoảng 400 thì bảo bà đi mua đôi dép thì bà đi mua đôi dép này. Các bạn ạ. Bà mua thêm 10 gói muối nữa. Tuấn Đông bảo là vẫn còn tiền nên là cho bà đi mua. Xong thì Tuấn ra giả tiền bà lóc cóc đi tận chợ các bạn ạ. Bà đi tận chợ. Thì cháu đưa bà về là cứ lấy 10 gói muối đi, xong là lấy thêm thùng mì tôm nữa. Xong là lấy thêm cái gì lấy. Lấy mua xe xong vẫn còn thừa khoảng 400 nghìn nữa. À khoảng 300 thôi, đổ mất 100 nghìn tiền xăng rồi. 300 thì 10 gói muối đôi dép là hết 100 thôi, thì còn 200 vẫn mua được thùng mì tôm nữa mà. Tuấn Nung xin chào mọi người. Vậy là cuối cùng chiếc xe mơ ước chắp cánh ước mơ cho bé Inh đến trường đã trở thành hiện thực. Và hôm nay thì bé Inh chọn một chiếc xe có màu sơn xanh, giống như ngôi nhà của hai bà cháu bé Inh luôn. Đó, một chiếc xe đảm bảo cho các cháu trên 14 tuổi có thể điều khiển để đi học được. Mặc dù rằng vẫn còn một số cái điều cũng chưa được phép để điều khiển đâu, nhưng mà bé Inh 14 tuổi và đã có được cái căn cước công dân rồi. Do vậy mà có thể đăng ký đúng tên đúng chủ được. Nhưng mà do bố mẹ bé Inh cũng không còn nữa nên là Tuấn Hùng sẽ làm giám hộ, tức là bảo lãnh cho bé Inh về cái tài sản này là thuộc quyền sở hữu của bé Inh. Và hôm nay chị Hiền bên chủ cửa hàng đó thì cũng sẽ lo hết cái thủ tục đó. Tuấn Hùng sẽ cùng chị hỗ trợ cho bé Inh hết cái thủ tục. Và em thấy chị Hiền muốn tặng cho bé chiếc mũ. Hôm nay chị đang đi cửa hàng để
có tặng cho em một cái hình là do là Tuấn bắt đầu hỗ trợ một chiếc mũ, và Tuấn có mua đỡ đầu cho em Minh một chiếc xe để làm phương tiện đi học. Nên chiếc xe này thì cửa hàng chịu trách nhiệm là làm tất cả thủ tục từ đăng ký, em Minh chỉ việc nhận xe và lăn bánh để đảm bảo cho việc học hành của em sau này. Đây là giấy tờ để khi đi đường chưa có đăng ký. Từ giờ đến khi nhận đăng ký thì con cắt cái tờ giấy này đi, trên đó thì có ghi cái giấy chứng nhận, để tức là cái giấy tạm thời chứng nhận cái quyền sử dụng sở hữu cái xe này đó cho đến khi có được cái đăng ký nhé con nhé. Và đối với lại chiếc xe này, sau khi hoàn thiện xong hết, thay quả tim cho xe này, lắp đặt tất cả những linh kiện cần thiết cho xe đó, và bây giờ bé anh chỉ việc lăn bánh thôi, thì với cái tổng chi phí là hết 17.800.000 đồng đó. Thì với cái quỹ mua xe của bé anh thì được 18.300.000 đó, thì hết 17.800.000 thì Tuấn Hùng cũng đi mua 100.000 tiền xăng, vậy là còn thừa 400.000 nữa, và 400.000 đồng này thì Tuấn Hùng sẽ hỗ trợ cho bà mua thêm một đôi dép. Bên đấy Tuấn bảo bà tranh thủ đi mua dép đi, thì bà mua một đôi dép có 15.000 thôi đó, và bà mua thêm 10 gói muối, vì lâu rồi bà cũng không thể đi xuống chợ được, do tuổi cao sức yếu chân bà lại hay bị đau, mắt cũng mờ đi rất là nhiều, nên là với 400.000 thì hôm nay Tuấn Hùng sẽ mua thêm cho bà, hai bà cháu bé Inh một chút kia thực phẩm, ví dụ như lấy một cân thịt lợn đen với lại thêm một hộp mì tôm nữa, vì bé Inh cũng đang bị đau răng, cũng cần thêm những cái gói mì để có thể là dễ ăn hơn, và thêm một cân thịt lợn nữa để hỗ trợ cho hai bà cháu cải thiện được cái bữa ăn tối ngày hôm nay. Thì qua đây thì chú Tuấn cũng xin chân thành cảm ơn đến cô Kim Nguyên, cô ấy là thương con nhất, và cô hỗ trợ đến 7.000 đô để giúp cho con, 700 đô để giúp cho con đạt được cái mơ ước này đó, nên là bây giờ cái quỹ mua xe của con đã đủ đó, và còn thừa lại 400.000 nữa, thì con chú Tuấn theo ý chú Tuấn là tí mua cho bà thêm đôi dép nữa nhỉ. Thì chú Tuấn cũng thay mặt cô Kim Nguyên xin chuyển lời của cô đến con là mong sao bé Inh sẽ nỗ lực cố gắng hơn, vì con đã thiếu tình cảm của cha của mẹ rồi đó, và con rất là vất vả từ lớp 1 cho đến bây giờ đến lớp 9, con phải đi bộ đi học rất là xa, sáng đi từ 5 giờ sáng đến chiều tối 6 giờ chiều mới về đến nhà. Bà thì già mà con đến nhà con vẫn phải làm tất cả mọi việc, như đi lấy trâu này, đi lấy cỏ này, đi lấy rau lợn này, vẫn phải cùng bà đỡ đần bà làm tất cả mọi việc đó. Chính vì vậy cô rất là thương con, và cô gửi lời chú Tuấn nhắn đến con rằng là chúc cho con luôn luôn học tập thật tốt và lái xe an toàn nhất đến trường, và con sẽ cố gắng đạt được cái mơ ước của con, đó là trở thành một người giáo viên hay là một người bác sĩ theo đúng cái mơ ước và nguyện vọng của con. Chú Tuấn gửi lại những lời chúc tốt đẹp nhất và những lời nhắn nhủ tốt đẹp nhất của bà Kim Nguyên đến con. Thì con có lời nào muốn nói không? Con cảm ơn cô Kim Nguyên vì đã hỗ trợ con thêm chi phí. Chi phí mua được một chiếc xe. Từ giờ là con có xe đi học rồi, thì con hứa với cô Kim Nguyên cũng như với cô bé với lại rất là nhiều các cô Mạnh Thường Quân luôn luôn đồng hành yêu thương con. Con hứa với các cô ấy điều gì? Thứ nhất là khi điều khiển phương tiện xe thì con sẽ như thế nào, và con sẽ đi học đều như thế nào, và con hứa là sẽ đạt được cái kết quả học tập như thế nào, con nói cho chú Tuấn và nói cho tất cả ông bà cô chú anh chị và mọi người trên kênh YouTube của chú Tuấn được biết đến này. Cứ nói thoải mái, tự nhiên thoải mái lên, nói bằng cái tâm của mình đó. Thì con có được chiếc xe này thì con sẽ đi xe an toàn. Đi học sớm. Đi học đều. Và phấn đấu để cố gắng đạt học sinh gì? Học sinh giỏi ạ. Và cố gắng để đạt được cái mơ ước gì của con trong tương lai? Cô giáo. Con cứ nói thoải mái tự nhiên lên, không có gì phải ngại cả. Bé Inh cũng xin hứa với bà Kim Nguyên cũng như là quý cô chú anh chị và toàn thể các bạn là bé sẽ cố gắng đi xe an toàn nhất có thể đó, để đến trường
đảm bảo cái thời gian giờ giấc để học tập. Vì bé còn khoảng độ 4 năm nữa phải học phổ thông. Sau đó thì bé còn phải thi vào các cái cổng trường đại học, ví dụ như đại học sư phạm hay là đại học y. Đó, do vậy mà anh cũng hứa với các cô là sẽ cố gắng chăm ngoan học giỏi và sẽ cố gắng đạt được cái mơ ước trở thành một cô giáo về tiếp tục làm những nghề gõ đầu trẻ và giúp đỡ cho trẻ em nghèo ở vùng núi các bạn ơi. Tuấn Hùng một lần nữa xin được cảm ơn đến cô Kim Nguyên, cảm ơn đến cô Lương Thị Bé, cảm ơn đến các mạnh thường quân đã luôn đồng hành cùng Tuấn Hùng cũng như giúp đỡ cho hoàn cảnh của bé anh. Và bây giờ thì con có thể cảm ơn cô chú hôm nay đã giao xe cho mình. Chú Tuấn đã thanh toán hết tiền rồi. Đó, và bây giờ con có thể di chuyển xe đi về. Còn cái đăng ký xe của con ấy thì hôm nào có thì cô chú sẽ liên hệ cho con hoặc cho chú Tuấn thì sẽ đến lấy nhá. Đó, và cái răng của con thì vẫn còn đang đau lắm đúng không? Đấy, cứ theo chỉ dẫn của bác sĩ là đến thứ bảy này là tiếp tục ra để khám răng. Còn bây giờ thì bái bây giờ thì đi về thôi. Bây giờ anh sẽ điều khiển xe này và cháu sẽ chở bà đi. Đó, và đưa bà đi để mua muối này, xong là mua thêm một số đồ nữa nhé. Ok. Con mở yên lên. Đấy, bỏ cái túi bóng lót ra. Vậy là từ bây giờ cô gái nhỏ của chúng ta đã có được một con ngựa sắt để có thể đồng hành đưa anh đến trường học, sẽ không phải vất vả đi bộ nữa. Và mơ ước của bé anh đã tiếp tục được trở thành hiện thực khi mà có được phương tiện để bé có thể đến trường. Về trong tương lai thì cái này rất là ý nghĩa và sẽ đồng hành cùng bé anh về lâu dài. Bây giờ thì con lên đường thôi. Con điều khiển xe rất là tốt đúng không? Mũ mới thì để đấy, con đội lại cái mũ cũ của con đây này. Mũ mới để đấy. Đó. Xong là dắt xe ra và di chuyển đi về nào. Bên đây chú Tuấn đổ đầy xăng rồi. Bây giờ mình sẽ đi mua một ít muối. Bà bảo lấy 10 gói muối này, xong là lấy thêm một chút lương thực phẩm nữa, xong là đi về. Đấy, bà thì ngồi với chú Tuấn. Rồi, ok, con đi đi. Đấy, con chào bà. Tuấn Hùng sẽ đèo bà bé anh đi về. Hôm nay thì Tuấn Hùng cũng thay mặt cô đi 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 lấy muối với lại lấy đồ đã bài. Bây giờ đi đã. Xe cháu hơi cao một tí, bà lên. Chị anh còn đi rồi kìa. Tuấn Hùng sẽ đưa bà ra để lấy thêm một số đồ nữa. Dạ ra. Hôm nay ra. Bà bé anh là lấy 10 gói muối các bạn ơi. Ở đây thì có phân bón rồi là có cả muối luôn. Nên bà, cháu trả. Bà lấy đâu ra tiền, cháu trả cô ạ. Vâng. Lấy 10 gói muối. Đấy, bà để lên xe cháu xong cháu đèo đi. Tuấn đưa bà đi mua thêm một ít bún mì. Bà ngày áo chỉ lại cắm cửa áo mà. Ngày áo thì cắm ha cắm lán cả bôi đây chứ cả. Xà phòng giặt này. Ba cửa ốc thổ tứ mà. Ba ngày ông kể ra cửa ốc mà. Đấy, ốc thổ tứ. Đấy, cái bó đấy là bao tiền một bó? Đấy, cho cháu hai bó đấy với một kiện mì tôm nữa. Đấy, ba cửa tốt. Ốc kiện mì tôm thèm. Đấy, muối có rồi, sao còn có. Mì chính bà, ốc bò ốc. Nhằng cha lấy mì à. Tuấn cho bà tự chọn những sản phẩm và hàng hóa bà thích.
Mì chính của đĩa bà ấy. Mì chính của bên này. Mì chính ở đây. Dầu ăn này, bên này mì chính, bên này này bà. Đây mì chính đây. Vâng, à, lý lý tư ảo thập tư ở đây. Ờ. Đấy, ảo tương thổn. Lấy hẳn cân luôn. Cô cho cháu cái túi xong để hết mấy cái đồ này. Nguyên tiền bún mì chính, mắm muối mì chính ấy, là hết 400 mà, hơn 420 rồi. Nhưng mà Tuấn Hùng vẫn sẽ đi mua cho bà cân thịt nữa. Bà cảm ơn nó, ta lán nàng phải thức nữa. Tuấn sẽ mua cho hai bà cháu thêm cân thịt lợn đen nữa. Để tối về hai bà cháu liên hoan mừng cái xe mới, mừng con ngựa mới về nhà. Anh thì bây giờ khác tự biết đi xa rồi. Bà thích ăn loại thịt nào vào đây? 9 lít lơ. Cho bà đến chọn thịt lợn các bạn ạ. Đây, lợn đen bản địa đây. Đấy. Đây là ngon lần nào. Con quay ở cái đuôi của nó bây giờ. Con đâm đầu quá. Đấy là nào? Đấy là ăn. Cho bà chọn thịt mông hay vai do bà tự chọn rồi. Chú đưa bà đi, con cứ đi trước đi. Túc tắc đi trước nhá. Đi cẩn thận nhá, đi bên phải thôi. Bé anh đi xe cũng rất là vững rồi. Tuấn Hùng sẽ mua thêm cho bà một cân thịt. Xong Tuấn Hùng sẽ đưa bà về đến tận nhà. Đó, bé anh thì đi một mình thôi. Cho bà chọn lấy cân thịt để tối nay về hai bà cháu có được cân thịt lợn đen để cải thiện bữa ăn. Gọi là hôm nay là liên hoan cái xe bà nhỉ. Anh thì cho anh về trước xong là cháu đưa bà về. Đó, tất cả những mắm muối mì chính để hết lên trên xe rồi. Tuấn Hùng sẽ đưa bà về đến tận nhà luôn. Tất cả đồ. Bây giờ cho bà lấy thêm cân thịt nữa. Hôm nay thì Tuấn Hùng cũng đã hỗ trợ đồng hành bé Inh để trao gửi yêu thương, chắp cánh ước mơ cho bé tới trường. Bé Inh đã có được một chiếc xe máy để di chuyển đi học, sẽ không phải đi bộ vất vả nữa. Và niềm vui nở trên nụ cười của bà cũng rất là mãn nguyện khi mà cháu gái mình có thêm con ngựa sắt đến trường, có thêm người bạn đồng hành. Một lần nữa Tuấn Hùng xin cảm ơn đến các cô, đặc biệt là cô Kim Nguyên đã đồng hành cùng cháu Inh để chắp cánh ước mơ cho cháu. Cảm ơn đến cô Lương Thị Bé. Tuấn Hùng bây giờ cũng xin kết thúc video ở đây và sẽ đưa bà của bé Inh về đến tận nhà. Tuấn Hùng xin cảm ơn quý vị khán giả đã luôn luôn quan tâm theo dõi đồng hành và ủng hộ cho kênh YouTube của Tuấn Hùng Hà Giang. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào các phần video tiếp theo trên kênh YouTube của Tuấn Hùng Hà Giang nhé. Tuấn Hùng đi về đã. Bà cũng khá là mệt, Tuấn Hùng đã đưa bà về đến nhà rồi. Bé Inh thì mới đi xe mới nên là đi chậm chậm thôi, đi sau. Tuấn sẽ giúp bà mang muối với lại mang những cái nhu yếu phẩm này vào nhà trước. Ôi dồi, hẳn 10 gói muối luôn.